Tú Trinh xin mời quý vị bắt đầu theo dõi sau đây bản tin FBNC ngày 24 tháng 9 và trong phần đầu tiên chúng tôi sẽ bao gồm những nội dung nổi bật sau đây. Để giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực quận 4 và quận 7 thì cần xây dựng đường trục Bắc Nam với kinh phí 6.700 tỷ đồng. Theo Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trong số những người thất nghiệp thì có 62,6% là thanh niên. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tăng trưởng kinh tế cả năm của thành phố có thể vượt dự báo. Thưa quý vị, tăng trưởng GDP của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3 đã tăng mạnh hơn cùng kỳ các năm trước và dự báo là khả năng cả năm 2015 tăng trưởng GDP của thành phố sẽ vượt mức dự báo nhờ vào hoạt động kinh doanh sản xuất khả quan. Đây là dự báo do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra tại buổi công bố tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm nay sáng ngày hôm nay 24 tháng 9. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quý 3 năm 2015 tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 9,1%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất cùng thời kỳ 3 năm liên tiếp gần đây. Trong đó tăng trưởng chủ yếu nhờ nhóm dịch vụ vẫn giữ đà tăng trưởng hai con số, riêng mức tăng trưởng trên nhóm công nghiệp và xây dựng trong quý 3 này tiếp tục cải thiện đáng kể so với cùng kỳ các năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tăng mạnh hơn cùng kỳ các năm. Kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh trở lại sau khi giảm mạnh năm ngoái, trong đó chủ yếu là nhập khẩu nhóm nguyên liệu sản xuất hàng tiêu dùng, xuất khẩu giảm chủ yếu do giá trị dầu thô giảm, tuy nhiên xuất khẩu các nhóm hàng khác như sản phẩm linh kiện điện tử, máy tính tăng gần 50%. Thành phố Hồ Chí Minh dự ước tăng trưởng kinh tế cả năm 2015 có thể đạt 9,8%, cao hơn mục tiêu 9,6% đề ra trước đó. Với con số dự ước tăng trưởng 9,8%, Thành phố Hồ Chí Minh cũng gần đạt được mức tăng trưởng hai con số giai đoạn trước khủng hoảng kinh tế. Mới đây thì khu quản lý giao thông đô thị số 1 vừa trình lên Sở Giao thông Vận tải xem xét kế hoạch xây dựng tuyến đường trục Bắc Nam nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với khu vực quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè. Kinh phí xây dựng dự trù vào khoảng 6.700 tỷ đồng. Theo dự án được đề xuất thì đường trục Bắc Nam sẽ là tuyến đường dài khoảng 3,8 km đi từ nút giao thông Hoàng Diệu quận 4 đến đại lộ Nguyễn Văn Linh quận 7. Kinh phí dự trù được ước tính vào khoảng 6.700 tỷ đồng và dự án sẽ được thi công trong 4 năm từ 2016 cho đến 2020. Trục Bắc Nam từ đoạn cầu An Sương cho đến cầu Ông Lãnh cơ bản đã hoàn thiện. Trong khi đó thì đoạn từ đường Hoàng Diệu cho đến đại lộ Nguyễn Văn Linh lại phải đi qua hai ngã tư nên thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Do vậy, để đáp ứng được nhu cầu đi lại và giải quyết tình trạng kẹt xe thì việc xây dựng đường trục là một việc cần làm. Chuyển sang một thông tin tiếp thưa quý vị, để giảm bớt ùn tắc, tai nạn cũng như góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải, thì ứng dụng giao thông thông minh chính là giải pháp mà các đô thị hiện đại trên thế giới đang hướng đến. Tại Việt Nam thì trong lúc những vấn đề về giao thông đang ngày một căng thẳng, thì triển khai giao thông thông minh là rất cần thiết và hoàn toàn có đủ điều kiện. Đó là nhận định của các chuyên gia đưa ra tại Hội thảo Toàn cảnh Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt Nam 2015 với chủ đề Internet of Things, nền tảng hội tụ cho giao thông đô thị thông minh do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh HCA tổ chức vào sáng ngày hôm nay 24 tháng 9. Theo định nghĩa của Bộ Giao thông Vận tải, giao thông thông minh là sự tích hợp giữa cơ sở hạ tầng giao thông với công nghệ thông tin để hỗ trợ, quản lý, vận hành hạ tầng giao thông một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời bảo vệ môi trường. Các chuyên gia tham dự tại Hội thảo Toàn cảnh Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt Nam 2015 cho biết, hạ tầng giao thông thông minh gồm nhiều hệ thống thành phần như giám sát giao thông, thông tin giao thông, thu phí không dừng, điều hành tập trung. Để triển khai được các hệ thống này thì cần đầu tư các camera quan sát, các cảm biến và một hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ. Việc triển khai giao thông thông minh tại Việt Nam được đánh giá là hoàn toàn khả thi về trình độ công nghệ lẫn hạ tầng. Thậm chí nhiều quy chuẩn, quy định nền tảng pháp lý ứng dụng giao thông thông minh cũng được Bộ Giao thông và Vận tải đã và đang ban hành. Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nếu được triển khai sớm, giao thông thông minh không chỉ giúp người tham gia giao thông di chuyển thuận lợi hơn mà còn giúp việc hoạch định đầu tư trong giao thông khoa học hơn, tránh lãng phí. Với những cái hệ thống mà chúng ta đặt về các cái cảm biến, các cái camera giám sát, các cái hệ thống để thu nhận được các cái thông tin ở thời gian thực và chuyển về trung tâm dữ liệu, nó còn giúp cho cơ quan quản lý trong hoạch định. Chúng ta biết được giờ nào thì ở tại ngã tư đó là kẹt xe thường xuyên hơn và lưu lượng nó là bao nhiêu. Vậy thì lúc đó chúng ta quyết định là làm cầu vượt, làm vòng xoay hay làm đèn đỏ, nó có cơ sở khoa học hơn. Còn nếu như hiện nay chúng ta vẫn là mang tính cảm tính để quyết định thì giải quyết bài toán đó nó khó khăn. Theo nhiều đánh giá, vấn đề khúc mắc còn lại của triển khai giao thông thông minh là sự quyết tâm và hợp tác của các cơ quan quản lý có liên quan như giao thông vận tải, thông tin truyền thông và khoa học công nghệ.
Thưa quý vị, cây trồng biến đổi gen không thể là nguồn thực phẩm cho tương lai như kỳ vọng của nhiều nước ủng hộ loại cây trồng này. Quan điểm này được tiến sĩ sinh học Trang Quang Sen, người có nhiều năm nghiên cứu về cây trồng biến đổi gen, đưa ra tại buổi tọa đàm về chủ đề trên diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Theo tiến sĩ Trang Quang Sen, với lập luận dân số thế giới sẽ tăng lên 9 tỷ người vào năm 2050, đe dọa đến vấn đề an ninh lương thực. Một số nước ủng hộ cây trồng cũng như các tập đoàn sản xuất giống trên thế giới cho rằng cây trồng biến đổi gen sẽ là giải pháp cho vấn đề trên. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Sen, đến nay vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh thực phẩm biến đổi gen thật sự an toàn cho con người. Những người mà chống đối cái chuyện này hay là cho rằng cái thực phẩm biến đổi gen nó không hại, họ dựa vào một cái yếu tố rất là quan trọng là nó là trong 20 năm qua thực phẩm biến đổi gen đã có và người Mỹ đã ăn rất nhiều cái thực phẩm biến đổi gen nhưng vẫn không có một cái yếu tố nào nó có vẻ bất lợi đối với người dân Mỹ cả. Trên thực tế mà nói thì cái đó không phải là cái chứng minh để nói rằng cái thực phẩm biến đổi gen không có hại cho sức khỏe. Khi mình chưa biết rõ cái tính an toàn của thực phẩm biến đổi gen thì tốt nhất là mình không nên dùng, để mình tránh cái trường hợp nếu mà sau này mình xác nhận được khoa học là nó có hại cho sức khỏe thì mình không rút lui lại được. Cũng theo tiến sĩ Sang, Mỹ là nước dẫn đầu thế giới về việc phát triển diện tích cây trồng biến đổi gen. Nhưng Bộ Nông nghiệp nước này sau 15 năm nghiên cứu cũng khẳng định cây trồng biến đổi gen không cho năng suất cao hơn các giống cây trồng bình thường, chỉ có thể hạn chế việc giảm năng suất. Do đó, lập luận phát triển rộng rãi cây trồng biến đổi gen với hy vọng tăng sản lượng lương thực nhằm giải quyết nạn đói là không chính xác và không nên khuyến khích sản xuất thực phẩm từ cây trồng biến đổi gen, trong khi vẫn chưa xác định tác động đến sức khỏe con người. Tiến sĩ Sang cũng dẫn nghiên cứu từ Tổ chức Lương thực Thế giới FAO cho rằng sản xuất lương thực thế giới hiện nay thừa để cung cấp cho mọi người. Sở dĩ nạn đói vẫn xảy ra ở một số quốc gia là do quá trình phân phối và quản lý thực phẩm. Hàng năm vẫn có 40-45% thực phẩm bị tiêu hủy vì quá đắt hoặc để giữ giá. Vâng, và trong chuyên mục mỗi ngày một con số, ngày hôm nay chúng tôi sẽ nhắc đến con số là 62,6%. Thưa quý vị, trong tổng số người thất nghiệp thì có 62,6% là thanh niên. Đây là thống kê của Cục Việc Làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Và điều đáng nói là tuy chất lượng lao động thanh niên có được cải thiện, nhưng đào tạo chuyên môn, kỹ thuật và thể lực vẫn còn nhiều hạn chế. Chỉ có hơn 22% thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, thể lực tầm vóc ở mức trung bình thấp. Hiện nay thì cả nước có hơn 13,5 triệu thanh niên có việc làm, trong đó thì phần lớn là lao động tự làm và lao động trong hộ gia đình không lương, và có hơn 50% số người làm việc không có hợp đồng lao động. Và trong phần tiếp theo của bản tin, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cập nhật đến quý vị các thông tin khác của thị trường Việt Nam. Lộ trình giảm thuế cho các mặt hàng xuất khẩu diễn ra khả quan. Liệu dự thảo luật mới có khắc phục được tình trạng phí chồng chéo?